thì cái nắp còn bên là có tên đó là gì nè, có ký nhận gì không? Ký thì lại trên nắp rồi xác nhận là nó có. Cúc này đó gửi vô đây tới 5 ngày chứ người gửi sau khi người gửi người nhận phải lên. Đúng Lazada gửi không hay là shop gửi à? Lazada. Cái mã là mã của Lazada nè, nè là nào. Tại đó giờ mình lần đầu mua hàng trên mạng. Nè, Lazada. Trên đây có không? Số 2822. Ninja là có là bên nhận diện của em Ninja. 282291. Mã này là gì? Mã kia này. Khác mà. Mã này là mã vận chuyển nha, chỉ thấy theo cái mã vận chuyển thôi, còn cái mã đơn nó nằm. Mã đơn hàng là 2822917 254700 để tôi kiểm tra lại coi sao nó khác gì. Rồi giờ nói có cái áo có cái mã gì thì tôi đăng nhập đâu trên trên Lazada có tôi biết cái gì đâu. Bảy không không cái lâu rồi không lâu lâu rồi hai đúng rồi đúng mã đơn hàng có mã vận chuyển chưa mã vận chuyển khỏi mã vận chuyển chị tại em mà có em làm cái mã vận chuyển không à còn mã đơn cái đó gì em hai bốn tám bảy đây 6 87 ngàn đưa 2 4 2 có ký nhận không? Tại em ký trên app. Ký trên app. À muốn ký không cho em ký. Thôi khỏi. Thì kiểm tra hàng xong rồi tôi mới báo với mấy bạn. Nè em ký rồi vậy. Ok rồi bạn. Có hàng có tiền. Thì nói chung bây giờ cứ chắc cú là cứ quay cái clip bằng tôi rồi dễ. Bây giờ quay luôn nè. Cảm ơn hết. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình kiểm tra hàng ha. Và trước tiên là tình trạng là đơn hàng đây. Số đơn hàng. Đặt ngày 11 tháng 4. Hôm nay ngày 16 tháng 4. Tình trạng của hàng là vừa mới nhận tức thì. Tất cả là còn nguyên siêu ha. Chưa khô gì hết. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình khui nha. Rất dày đấy. Thank you.
tình trạng của em còn đủ, được tặng kèm một cái ốp lưng gắn sẵn, dán luôn, dán sẵn rồi, là bảo hành 12 tháng, cái con số 12 à. Đến lần đó, bắt đầu từ tháng 4. Tối mình chắc nằm bên trong quá. Nhưng sao thì đèn máy này cũng gọi là khá mới rồi. Camera. Phải đọc máy rồi.